đội chúng tôi phải thi đấu liên tiếp 2 trận. Tuy nhiên thất bại trước Wolfsburg là một thất bại khá là đáng tiếc. Mặc dù nó chưa ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc đua năm nay của chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi đã kịp trở lại đường đua với một trận thắng trước Dortmund. Thì tôi nghĩ thì tinh thần của các cầu thủ vẫn sẽ ổn định. Và tôi nghĩ trận đấu sắp tới Stuttgart thì đội chúng tôi vẫn sẽ giữ được một tâm lý ổn và sẽ chơi với 100% cái sự tâm huyết của mình. Trận đấu vừa qua thì tôi đã giành chiến thắng, nhưng không vì đó mà ngủ quên trên chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng cho các bé có tâm lý tốt hơn nữa để đối đầu với đội Leverkusen của Đức Chí, vì có một cầu thủ đã chuyển nhượng từ đội tôi qua bên đội đó. Tôi nghĩ sẽ khó khăn, nhưng mà cố gắng sẽ chiến thắng. Về phía đội hình của Stuttgart thì trước thềm mùa giải năm nay thì khi đội chúng tôi đang thiếu một trung phong cắm thì chúng tôi đã thực hiện một pha cướp người, có thể gọi là thế kỷ của mùa giải năm nay. Thì cầu thủ Trần Khôi đã chuyển từ quận 7 chuyển từ đội Stuttgart sang Leverkusen với bản hợp đồng rất là chất lượng. Thì tôi nghĩ lần này gặp lại sẽ là một dịp rất là hay để cho Trần Khôi thể hiện trước đội bóng cũ của mình. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một thử thách cũng không hề nhỏ đối với Leverkusen, vì chặng đường đua cũng đã bước vào ở giai đoạn ở giữa, là một giai đoạn leo núi cực kỳ căng thẳng. Và tất nhiên tôi cũng đánh giá cao đội hình của Stuttgart, thì tôi nghĩ là mình cũng sẽ có một cái phương án chiến thuật phù hợp, không vội dâng cao đội hình. Và tôi nghĩ các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt để đến với trận đấu thứ hai sắp tới. Theo tôi thì đội Leverkusen thì đội hình của huấn luyện viên Đức Chí khá đồng đều về từ hàng trên đến hàng thủ và cả thủ môn. Tôi đã có chiến thuật phòng ngự phản công để làm tung lưới của thủ môn bên đội Leverkusen. Và tôi thấy tâm thế như thế là sẽ tốt. Tất nhiên tôi sẽ nghĩ về một kết quả khá thuận lợi cho đội của tôi. Và tôi nghĩ trận đấu sẽ cởi mở. Nếu như có đội tôi có bàn thắng dẫn trước thì trận đấu sẽ cởi mở hơn rất nhiều. Khi các cầu thủ đã gỡ được nút thắt thì tôi nghĩ thì đội tôi sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này, và với tỷ số cách biệt từ 2 cho đến 3 bàn. Cô đánh giá về trận đấu này thì khá đồng đều, nhưng tôi sẽ cố gắng dẫn dắt các bé, thúc giục tinh thần các bé thật tốt để ngoài giành chiến thắng thì có thể làm cho các khán giả được vui hơn, phấn khởi hơn trong trận đấu sắp tới. Và tỷ số của dự đoán là 2-1.